Các bạn, trên tay mình đang là cái giá kê điện thoại trên ô tô. Và cái sản phẩm này thì đến từ hãng Baseus. Cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ gài vào cửa gió và điện thoại thì nó sẽ kẹp vào cái chỗ đây. Như các bạn nhìn sơ qua đây. Mình sẽ giới thiệu cái này chi tiết hơn khi mà mở hộp. Còn bây giờ thì mình sẽ nhìn qua cái vỏ hộp một chút xíu. Ở phía đằng sau thì ở phía trên thì là các cái giới thiệu về sản phẩm. Ở phía dưới thì có mã sản phẩm và tem chống giả rồi. Những cái này thì nó không quan trọng lắm đâu. Mình sẽ mở hộp ra và các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Vâng, và đây là một cái chiếc màu đen, đen bóng luôn. Thực ra thì cái thiết kế mới này của Baseus thì cực kỳ hay. Cái sản phẩm này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở giữa chúng ta sẽ có một cái nút này để làm gì. Đây sẽ mình sẽ thử cho các bạn xem. Khi chúng ta muốn đưa cái điện thoại vào thì chúng ta sẽ bóp cái ngàm này cho nó há ra. Và khi mà chúng ta đặt cái điện thoại vào thì chúng ta sẽ ấn một phát thì nó sẽ thọt lại. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thử cho các bạn xem. Đây, ví dụ mình đặt cái điện thoại vào đây và mình ấn, nó sẽ tự động bóp cái điện thoại lại và giữ cho điện thoại được chắc hơn. Và cái này thì một chút xíu nữa mình sẽ tiến hành thử trực tiếp trên xe để cho các bạn nhìn nó rõ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nhìn kỹ hơn cái giá kê này. Ở phía dưới này thì cái phần này các bạn chỉ cần bóp vào và gài vào cái cửa gió điều hòa thôi. Đó, khi chúng ta bóp vào thì nó sẽ há ra một miếng và chúng ta sẽ ấn cái này vào cửa gió điều hòa. Còn ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái cổ quay. Cái cổ này thì chúng ta sẽ đặt vào cái cửa gió và hướng nó về phía mình nhìn cho nó thuận lợi hơn. Bình thường thì một số những cái giá kê thì nó sẽ chỉ có một cái hướng thẳng đứng như này thôi. Để khi mà chúng ta đang lái xe ấy, thì chúng ta nhìn nó rất là khó. Cái này thì chúng ta có thể quay ngang được. Bây giờ mình sẽ ra xe, mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Vâng, bây giờ mình sẽ tiến hành thử cái giá kê này ở trên xe cho các bạn xem. Như vậy thì các bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn. Và như các bạn nhìn thấy thì cái này có một cái thiết kế rất là hay. Chúng ta bóp như thế này thì nó sẽ tự động há mồm ra. Đó, khi mà chúng ta ấn cái này thì nó lại ngậm miệng lại. Còn ở đây thì chúng ta sẽ bóp vào để gài vào cửa gió điều hòa thôi. Nó cũng rất là đơn giản, bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Bây giờ mình đã gài được vào cửa gió điều hòa. Và bây giờ muốn hướng sang hướng nào thì các bạn chỉ cần bẻ sang hướng đấy thôi. Tất nhiên nếu như mà các bạn đang ngồi lái thì các bạn nên hướng về phía người ngồi lái. Đây là cái tính năng hay, quay 360 độ để cho cái người lái có thể quan sát được tốt hơn. Các cái sản phẩm trước đây thì nó sẽ thẳng tưng như thế này. Đó. Thế bây giờ mình đang lái xe mà muốn ngó thì mình phải nghiêng người để nhìn cho nó rõ hơn và như thế thì rất là nguy hiểm. Còn ở đây thì chúng ta có thể quay ngược lại để xem. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Trước tiên thì để gài cái điện thoại thì mình cần phải bóp như thế này. Đó. Thì để nó há ra. Sau khi mà há ra rồi thì mình chỉ cần đặt điện thoại vào thôi. Và đặt như thế này và mình chỉ cần dùng một cái lực khá là nhẹ ấn vào thì nó sẽ tự động nó bóp cái điện thoại lại. Và chúng ta sẽ nhìn rất là chính xác. Ví dụ bây giờ cái điện thoại như thế này thì mình sẽ nhìn được tất cả những cái thông tin thoải mái luôn chứ không phải ngửa cổ gì cả. Liếc mắt một cái là mình có thể nhìn chi tiết được cái hình ảnh ở trên điện thoại. Cái thiết kế mới này của Baseus thì mình đánh giá rất là cao. Mình thấy nó tiện dụng và đặc biệt là cái tính năng ấn vào để ép và bóp ra thì để mở điện thoại rất là thuận tiện luôn. Đó. Rồi như vậy thì mình đã giới thiệu xong về cái giá kê thiết kế mới của Baseus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn ở những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.